mình xin chào tất cả các bạn. Đây là dụng cụ của mình. Mình là bác sĩ nè. Đây là cái khẩu trang của mình để mình đeo để mình làm bộ bảo làm bác sĩ. Và còn đây là để cho người ta ăn để khỏe mạnh. Và còn đây là cái chích cho bộ của mình. Và còn đây là cái bánh bông lan với lại là một cái kẹp. Với lại cái kẹp đó để mình làm bộ để tha thuốc lên cho người ta. Còn đây cây búa gõ đầu, các bạn thấy không? Và còn đây là cái này là để khám bệnh tay hay là sơ móng tay gì tùm lum tùm la thì mình để cắt. Và còn đây là một cái bánh đây. Và còn đây là hộp sữa để uống cho tốt. Và còn đây là cái hồi nãy mình nói là mình sẽ kẹp nó mà cái bực này nè. Và còn đây cái bình nước để uống cho tốt sức khỏe, để cho bác sĩ chữa hết bệnh nha các bạn. Xin chào mọi người, xin chào các bạn.